chắc hẳn nhiều người không biết, ở biển có một loài lươn biển, nó to hơn những con lươn lẹo mình thường thấy rất nhiều. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, được con bạn thử thách chinh phục lươn biển khổng lồ hung dữ, sẽ được 10 củ khoai nếu hoàn thành. Chị Na không ngần ngại mà rủ anh chồng cùng mình tham gia. Sau vài giờ nói xấu người yêu cũ, thì chị Na cũng đã đến nơi. Chị Na háo hức thăm dò xung quanh thì bắt được một con nhím biển. Được dịp đi biển, chị Na thử ngay mùi vị của con nhím biển tươi sống liền ngay. Nhìn vẻ mặt của chị Na là tôi biết nó khá là khó nuốt rồi. Muốn bắt được con lươn cần phải có mồi để dụ nó. Chị Na nhanh trí chế tạo ra chiếc cần cầu đơn giản và buộc một con ốc vào. Rồi lê lết đến những hốc đá kiểm tra. Sau khi đi mỏi cặp giò thì con lươn đầu tiên cũng chịu lộ diện. Quầy con này quá nhanh quá nguy hiểm, cẩn thận ăn mồi nhưng chẳng mắc câu. Không thể bỏ cuộc, chị Na thử lại thì kết quả như tát thẳng vào mặt của chị, lại thất bại khiến chị cay đếch chịu được rồi. Lần này chị Na dùng đầu cá để nhử con lươn ra, xem nào có vẻ khả quan hơn không nhé. Ồ, nó đã nhanh chóng đớp con mồi và trả số re về ổ. Sau một màn đọ sức đầy căng thẳng, chị Na đã chiến thắng rồi nè. Không uổng công thuê anh Sáu Múi dạy tập gym mỗi ngày, con lươn này vẫn không phục khi rơi vào tay bà chị. Nó lấy hết sức bình sinh để quậy quọ nhưng sao mà thoát khỏi tay chị Na. Dăm ba con lươn tuổi gì với chị, ở nhà cá lóc của chồng chị còn xử được, huống chi là lươn. Thừa thắng xông lên vẫn như lúc này, chị Na lại bắt được thêm một con lươn biển thứ hai bự chà bá nữa rồi nè. Trong ổ có bao nhiêu thì chị Na cũng bắt hết, con thứ ba cũng rất nhanh bị chị tóm gọn luôn rồi. Lấy được tiền của con bạn không quá khó đối với chị. Sau khi biết mình thắng trận, chị Na đã mua bộ đồ lặn biển để khám phá sinh vật dưới biển ra sao. Anh chồng đã phát hiện được một con bạch tuộc khổng lồ, nó bám rất chắc lên tay của anh ấy. Nhưng chẳng có gì làm khó được anh, chơi vài đường quyền thì cũng khiến bạch tuộc bỏ cuộc chấp nhận số phận. Bơi lội xung quanh, với đôi mắt so le của mình thì anh chồng thấy được con tôm hùm nữa. Biết được vợ yêu thích tôm hùm, anh nhanh tay bắt để tặng vợ. Có được chồng như thế thì sướng mà nhức cái nách. Chị Na cẩn thận dò xét xem còn thứ gì để cho vào thực đơn tối nay hay không, thì lại chạm mặt với một con lươn. Con này có vẻ hung hăng và lớn hơn những con ở trên bờ. Nhanh chóng gọi thêm đồng đội đến hỗ trợ, hai chọi một chọt là phải dính. Khó khăn lắm mới có thể đưa con lươn khổng lồ này lên bờ. U là trời chu cha mà ơi, con lươn này tôi đoán không nhầm thì nó cũng phải chục ký và dài 2 mét ấy các bạn nhỉ. Nó còn bự hơn cả cái chân của chị Na bánh bèo. Không thể nào mà không vui mừng vì thành quả lớn lao này được. Kỳ này về lại có thêm mồi để nhậu rồi, con bạn chắc cũng cay lắm đây. Chị Na bắt đầu chế biến con lươn, khó khăn lắm mới có thể lấy được một phần thịt của nó. Không biết nó ăn cái gióng ôm gì mà cứng thế này. Hôm nay chị Na tự sáng tác món canh lươn biển nhé các bạn. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi, con lươn này thịt nhiều phết đấy, chỉ có một phần nhỏ mà đã cho ra cả nồi. Nhớ kiềm chế cơn thèm thuồng khi xem đoạn này nhé các bạn, chứ là tôi là nước thánh đã chảy thành sông mất rồi. Anh Chín đang cùng đồng bọn vượt ngàn cây số để đến gặp cô người yêu, muốn níu kéo cô ấy quay lại thì bất ngờ chưa ông già. Đến nơi thấy mấy anh trai cợm cán đứng đợi, tưởng rằng bị hội đồng ở đây, nhưng không ngờ người dân nhận ra anh Chín là một hiệp sĩ bắt rắn chuyên nghiệp, rất cần sự giúp đỡ của anh. Trưởng làng đang phàn nàn về số trứng gà và vật nuôi bị mất không lý do, nghi ngờ có con rắn chúa nên muốn nhờ anh Chín giúp đỡ. Sẵn tiện lấy lòng gia đình cô người yêu, nên anh Chín đã đồng ý giúp người dân tìm ra tận hang ổ của bọn rắn. Anh Chín dùng kinh nghiệm móc bọc nhiều năm của mình kiểm tra xung quanh kỹ, nhưng chẳng thấy dấu vết gì cả. Sau một lúc anh Chín quyết định chơi lớn, thuê luôn cái xe cần cầu đào đất để kiểm tra bên dưới có cái nồi gì không. Vài tiếng ngắn ngủi trôi qua, cái hố ngày càng sâu nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của con rắn phá làng phá xóm. Có khi nào ở dưới không hề có rắn hay không? Chẳng lẽ anh Chín nhà ta phán đoán sai hay sao nhỉ? Người dân đang dần bất mãn về anh Chín thì trời không phụ lòng người, đào thêm khoảng chục mét thì cũng thấy được hình dáng mập ú của bé Na rồi kìa. Anh Chín muốn thể hiện bản thân cho cô người yêu thấy, không ngần ngại tay không bay xuống ổ rắn. U là trời có ba con chăn lớn nằm ở đây, có vẻ như nó là một gia đình, chúng đang cố thoát khỏi người đàn ông đáng sợ ở trước mặt. Thế nhưng anh Chín nào chịu buông tha cho các bé Na, nào nào mày ra đây anh biểu. Có vẻ như người anh Chín tỏa ra thứ gì đó khiến những con rắn hung hăng này không dám tấn công. Anh Chín cũng trấn an người dân, một khi anh đã ra tay thì chẳng có gì là không thể. Cũng muốn người dân thúc đẩy tình yêu của anh và cô người yêu vô tình. Không cần dụng cụ hay đồ bảo hộ, ba con rắn lớn ngoan ngoãn rơi vào tay của anh Chín một cách dễ dàng và nhẹ nhàng vãi trưởng. Không biết anh Chín này có dùng thực phẩm chức năng gì hay không mà có thể lấn áp được ba con rắn khổng lồ này chứ. Không cẩn thận ba con này mà rứt một phát là anh Chín chỉ có đi về Tây Thiên. Chỉ cần dùng đôi tay cơ bắp của mình, anh Chín đã cho một lần hai con rắn nhỏ nằm gọn trong cái túi mà vừa mới trôm từ nhà dân. Giờ đến con đầu đàng, kích thước nó to hơn. Hai con kia rất nhiều, con này chắc cũng phải 10 mét ấy các bác ạ. Anh Chín dùng đôi tay nhanh nhẹn của mình thành công tóm được đầu của bé Na. Nếu muốn khống chế được một con rắn thì ta chỉ cần giữ chặt đầu của chúng là được. Không cần nói nhiều, anh Chín cho con đầu đàng vào bên trong túi luôn. Chuyến này về anh em lại có thêm thịt rắn 7 món ngon hết sảy con bà 7 nữa rồi. Tính tình cẩn thận, anh Chín kiểm tra bên dưới xem còn sót con nào không để anh làm luôn một thế. Nhưng có vẻ đã hết sạch, trong khi lấp đất lại cho người dân thì mọi người tranh thủ xin Facebook và chụp ảnh với anh Chín hiệp sĩ. Anh Chín lương thiện, sau khi giúp đỡ người dân thoát khỏi lo sợ, liền mang ba bé Na phóng sanh trả về với tự nhiên, nơi mà chúng đáng được sống. Hy vọng là nếu có kiếp sau chúng nó đừng bỏ sang xứ Đông Lào, không thì lại thành các món nhậu mất he he.